Trời ơi, em quên. Quan trọng mà quên. Cái món quà này nặng lắm. À dạ. Yeah. Chu đáo quá trời. Đây anh tặng em. Dạ. Em không hỏi nó là cái gì à? Dạ cái gì vậy anh? Thùng bi á. Trời ơi. Dạ. Chào anh. À, chào em. Ê, xin mời đàn gái mình nào. Thấy là thấy lạ đó. Bên đây cũng lạ lắm nha Linh nha. Bên đây lạ lắm nha. Ngồi đi kia. Chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào quý vị khán giả và bạn trai bên kia. Dạ em là Huỳnh Ngọc Nhã Thi, năm nay 29 tuổi, hiện đang làm nhân viên truyền thông nội bộ cho một công ty du lịch. À. Dạ, quê em ở Tiền Giang, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em trai giới thiệu mình đi. Dạ lời đầu tiên cho em gửi lời chào hai MC dễ thương của chương trình. Tên đầy đủ của em là Trần Dương Duy, năm nay em được 37 tuổi, thì công việc trước đây của em là làm ở ngân hàng, nhưng mà sau này là em chuyển qua du lịch cùng với bạn bên kia. Em cho bên đàn gái biết về một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Duy. Dạ, ưu điểm của em thì có vẻ như hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em thì hình như là nhậu nhiều. Trời nhậu ơi. Nhiều? Dạ. Nhậu khoảng nhiêu mà nhiều? Em số 2 thì em chưa thấy ai số 1. Trời đất ơi! Thì không quá vậy nhiều. Bên đây người ta coi như là mắt mũi người ta coi như mặt xanh nanh vàng luôn rồi kìa. Đúng không? Tuần trước đây là em làm ở ngân hàng mà em làm ở hội sở, thì em có một cái cũng là hài hước, vui vẻ, giao tiếp được. Thì nên em lại rất là thân cận với sếp, thì nên đi nhậu thì em cứ đi cùng và ngồi kế bên, thì sếp cũng uống, em cũng uống, nhưng mà cuối cùng là em uống nhiều hơn thôi. Vậy đó hả, em uống bia hay là uống rượu? Dạ em uống bia không à chị Vân, tại vì uống rượu có hại cho sức khỏe lắm mà. Vậy làm hả? Uống bia tốt sức khỏe gì đó thôi. Đến gặp đối thủ rồi em. Dạ không, nhưng mà em cũng có cái ưu điểm là em không hút thuốc, không cà phê, chỉ có uống bia thôi. Tại em dồn qua đó hết trơn rồi đó. Em nhậu bao nhiêu năm rồi? Bắt đầu từ lớp 10 là em đã biết nhậu rồi. Em nhậu trễ quá ha. Em sao, điểm mạnh của em sao? Điểm mạnh của em chắc là con người sống tình cảm. Điểm yếu của em chắc là hay phân vân, không có quyết đoán khi mà mình nghĩ cái vấn đề gì đó áp lực, hay là em không có theo ý mình, cái em hay càm ràm trong vô thức gì đó. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 2 mối tình. Một lần là thời đại học của em, mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng 1 năm, cũng quen nhau cũng 3 năm thì bạn đó có người khác. Em trai có mấy mối tình rồi? Tới tuổi này chắc cũng nhiều mối tình, nhưng mà nhiều thì nó trên 2 được rồi, anh đừng có nghĩ nó xa quá. Dạ dạ, thì cái mối tình cuối của em là cũng có quen một bạn, nhưng bạn đó lại làm trong giới nghệ thuật, quen nhau cũng được 2 năm chúng em lại chia tay do khả năng tài chính của em không đáp ứng đủ cái nhu cầu của bạn ấy. Em trai, em muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng em thấy vui vui giống như Nam Thư ấy, cũng cao cao một tí, tại vì đứng với em nó cũng xem em cao tới 1m8 lận. Wow. Dạ. Em muốn cái người bạn trai của em như thế nào? Ngoại hình chắc là cũng cao cao, em nghe cao trên 1m8 là em cũng hơi cũng được rồi đó. Dạ. Ngoại hình thì có thể là dễ nhìn. Bạn gái. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Không thích bạn đó hút thuốc nè. Rồi ăn thịt chó. Cái gì? Ăn thịt chó mèo là không có thích. Dạ. Em có thịt chó mèo không? Dạ, hiện tại nhà em thờ quan thánh nên chó, chuột, trâu, rồi gà em không ăn. Anh Minh đó, ảnh có sợ con gái hơi dư cân xíu không ta? Dạ dư thì đi tập gym là nó giảm. Đúng rồi, giảm thôi. Anh nghĩ cũng dư gì mấy đâu. Dư thì cũng có người dư hơn. Uống bia nhiều có bụng bự không ta? Vậy Linh muốn cái gì? Không, Linh bây giờ Linh muốn làm mai làm mối không, hay là thôi tan nát luôn? Đâu, đi hả? Nghỉ luôn đi. Thế sao em làm ngân hàng để em chuyển qua làm du lịch vậy? Dạ thì cũng có một cái biến cố như vậy nè. Thì cái công việc của em mọi cái nó rất được ưu đãi nhiều. Lúc đó là biến cố mẹ mất, thì cái em suy nghĩ về cái cuộc đời mình chỉ có đi làm kiếm tiền rồi chiều về lại ăn nhậu, thì em thấy cái cuộc sống đó
nó cứ lặp lại hoài. Sau khi mẹ mất là em dành tiền để em đi du lịch, em cảm thấy thích thú với cái việc em đi. Thì bắt đầu cái em theo học, em muốn tốt hơn cho bản thân, em lại đi học một khóa MC để làm những cái chương trình team building rồi sự kiện. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ của em, anh Thành. Dạ xin chào MC Quyền Linh và nghệ sĩ Hồng Vân. Nhìn cô gái bên này thì rất là dễ thương, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Em trai của mình thì có tật hơi nhậu nhưng mà có trách nhiệm với công việc. Thứ nhì nữa là biết nấu ăn. Wow. Hy vọng là em sẽ tìm hiểu thêm để biết được gì có những cái gì hay. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với hai người thân nhất của em, đó là mẹ với chị bạn thân của em là chị Anh Thư. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Dạ. Xin chào nghệ sĩ Quyền Linh. Dạ. Người đồng hương tài năng và sống tử tế. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Cái nhìn đầu tiên á, em trai có cái dáng dốc và gương mặt phúc hậu, sống tình cảm, ăn mặc chỉnh chu, ít nhiều gì thể hiện được cái bản chất bên trong của mình là một người đàng hoàng. Cảm động nhất là biết là em không còn mẹ thì cảm động dữ lắm. Rồi cũng xin chia sẻ thêm chút xíu, hồi đó giờ hai mẹ con sống với nhau thì cũng chia sẻ luôn hoàn cảnh gia đình. Thì ngày xưa đó, lúc mang thai nhà Thi được gần 5 tháng thì cha mẹ sống ly thân với nhau. Thì Thi nhà Thi được hơn 1 tuổi thì em nó phải chứng kiến ra tòa để cha mẹ ly hôn. Thì từ đó đến nay là mấy mươi năm rồi, Thi bao nhiêu tuổi thì hai mẹ con sống với mấy già là không có đàn ông. Thành thử ra nói chung thì cũng không có hiểu được tâm lý đàn ông như thế nào. Cho nên là cái chuyện mà xử sự tốt xấu mình cũng không biết. Chứ bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng không được tình cảm của người cha, rồi cả người chồng của mình á. Cho nên là mong muốn con mình á, cái khuyết của cuộc đời của mình bù đắp cho con mình. Trước mắt tôi thì tôi nhìn thấy em có vẻ là một người đàng hoàng, một người sống có tình cảm, có tâm hồn. Tại vì mẹ đã chịu nhiều bất hạnh thiệt thòi rồi, cho nên rất là lo sợ con mình nó không được như mình thì đau lòng lắm. Dạ, rồi, cảm ơn nha. Nói chung là mình phải mở rào liền thôi Linh à. Cái là hai bên đều có thể có những cái chỗ khiếm khuyết và cũng có gần như là có cái mấu ráp mà có thể ráp thành một cái bức tranh liền lạc. Rồi, mở rào. Để em tự do hoạt động nhiệm vụ của mình đi. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ, đến đây em có tặng cho anh một món quà là... Rồi, cảm ơn em, anh cũng có mang. Trời, người ta tặng quà đẹp, tặng cái bao gì thế. Dạ, đừng ở bên trong nó mới chất lượng. Đúng hả? Rồi, xấu xí chứ quan trọng là bên trong chất lượng thôi. Em tò mò. Dạ, đây là của chị Vân. Ủa? Dạ, cho em gửi chị Vân. Tự nhiên sao kỳ vậy? Dạ, còn đây là của của anh Linh à. Cảm ơn nha. Nhưng mà chị Vân với anh Linh nhớ lấy số em để biết sử dụng. Đừng có nói là bia nghe, chị không biết uống bia đó. Đừng có nói. Dạ đây là của mẹ em. Dạ cho con gửi cho cô. Trời ơi. Trời ơi sao mà chu đáo dữ vậy. Dạ. Tặng đủ trơn vậy. Đừng có nói cả trường quay có hết luôn nha. Dạ, dạ em không đủ. Còn gì nữa? Ý em trời quên ơi. Em quên quan trọng mà quên. Cái món quà này nặng lắm. À vậy dạ. Chu đáo quá trời. Đây anh tặng em. Dạ. Em không hỏi nó là cái gì à? Dạ cái gì vậy anh? Thùng bia em. Trời đó coi thôi chết rồi. Ôi em để dưới luôn đi, em để dưới dạ. Luôn. Dạ em suy nghĩ hoài em không biết tặng bạn gì, thôi em mua thùng bia em tặng. Mà sao em uống bia nhiều mà sao cái bụng em không bự ha? Em phải thể dục để em có được một cái sức khỏe để em uống cho nó tốt hơn. Rồi, dạ. Bù lại. À, cái này là một cái sản phẩm để em sử dụng hàng ngày. Dạ, rồi cảm ơn anh.
Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện đi. Em mắc cỡ quá rồi, em không biết nói mắc cỡ cái gì mà mắc cỡ. Thôi em hỏi anh trước đi. Dạ, em cũng không, tự nhiên em nhìn em không biết hỏi. Anh Linh mò giùm em cái anh Linh. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thế nào ta? Dạ, đầu tiên thì em thấy anh rất là chu đáo, suy nghĩ biết trước biết sau. Em hỏi anh gì nữa đi. Dạ, em... Tự nhiên em cũng hối rối không biết hỏi sao. Anh thấy em sao? Dạ. Thì em cũng là một người con gái dễ thương, hiền, cũng vui. Nói chung là trên mặt có nụ cười là anh thấy vui rồi. Dạ. Em bị cái là nhiều khi trong mình không có buồn bực gì hết nha, cái tự nhiên mà không cười. Cái mặt y như là ai giật nọ mình vậy đó. Vậy em hãy ghé kịch Học Vân coi, hài nhiều là em sẽ vui rồi. Dạ. Gặp nhau mà lỡ mà em có quên á, anh nhắc cười lên nha. Em không có, nhiều khi mình không có để ý á. Không, nếu anh nhắc em thì nụ cười đó là diễn rồi. Cười mẹ lên nha, nãy giờ nói chuyện là thấy hơi bị dày dày á nha. Dạ, ai cũng kêu em bóng hết chị. Nhưng mà có quyền nói. Còn em có hay không thì em tự hiểu. Trời ơi, mà... thì rồi sẽ biết đúng không? Dạ. Nhưng mà chị thích anh mạnh mẽ lên để nó hợp với cái vóc dáng. Không, mà tới lúc này anh chưa có lập gia đình. Ừ, nãy giờ anh cũng nói là cái của anh là nhậu hơi bị nhiều đó. Dạ. Hầu như mấy bạn nữ hơi sợ em đó chị Vân. Mà sợ trong, chứ trong bộ. Tương lai sợ. Rồi anh có hạn chế bớt không? Anh có dự định không? Hiện tại thì anh trả lời được. Còn nếu mà tương lai nó thuộc là cái vế sau, anh không thể trả lời được lúc đó. Ví dụ lúc này anh nói là được, nhưng mà nó không được thì lại là không hợp lý. Thì bây giờ tạm thời tương lai thì để cho tương lai trả lời. Nhưng mà em nói vậy thì thật sự là người phụ nữ ta lo đó. Dạ. Mình phải biết kiềm chế, mình ở tương lai chắc có thể anh sẽ bỏ được. Chứ ai lại nói tương lai không biết là đủ nữa về. Dạ, uống nhiều hơn em, hay sao? Em nghĩ là mình nói sự thật nó sẽ hay hơn ở sân khấu. Sân khấu ở đây rất là nhiều người để nhìn thấy những cái lời em nói. Mình phải quyết đoán là mình phải bỏ, vì mình biết cái đó là nó không tốt. Cái bỏ không là do mình mà, cái này đâu phải, nó không phải là khó bỏ đâu. Dạ thì bỏ hay không là do mình. Nhưng mà ngoài cái bỏ hay không thì cái công việc cũng cần một cái mưu sinh. Em cũng hiểu, nếu em làm du lịch thì du lịch bây giờ đi mà gặp đối tác rồi tiếp khách thì không thể nào uống một ly cà phê rồi hết ly cà phê lại kêu ly khác được, mà lại là những lon bia. Thì có nghĩa là cái công việc của em nó lại cuốn vào cái khuyết điểm của em, nên nó tạo thành một cái gọi là gắn liền. Vậy thì coi như cả đời là em cứ đi làm du lịch là em nhậu. Em nói thế thì tất cả mọi người làm du lịch là đều nhậu hết, uống nhiều như vậy hết. Dạ, nó cũng không hẳn. Ví dụ em ổn định được một thời gian, đối tác em nhiều, em có thể không nhậu mà là bạn nhân viên của em nhậu thế em. Có thể đó. Dạ. À, em nói vậy. Em có cái tài lẻ nào không ngoài cái diễn kịch ra? Dạ, ngoài cái diễn kịch ra thì trước đây em lại là có một cái đam mê là làm đẹp cho phụ nữ. Ví dụ em trang điểm, làm tóc. Cắt cho bạn gái bên kia được không? Em có thích cắt mái không? Nhờ anh cắt mái luôn nè. Cái mái á, cái mái của em chị thấy cần nên sửa chữa chút xíu á. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Đúng em không? Em tin anh không? Để anh cắt tóc cho. Đây nè, cái mái của em hơi bị dài nè. Anh có mang đồ nghề không? Vào chương trình thì anh có mượn được một cái kéo đó. Nhưng mà không phải là cái kéo cắt tóc anh nên cắt giấy. Dạ, kéo cắt giấy luôn. Bây giờ em có tự tin để cho anh cắt không? Dạ rồi, tự tin. Anh em cứ ngồi yên, em có thể khòm xuống một tí được. Dạ. Kéo nó mới cắt quần, mai quần sáng á. Tôi đó, tôi cũng có học cắt tóc, uống tóc đó. Lũ Đông Kinh đó, tôi nhìn là tôi... Mới sâu quá nhìn nha. Em quá em rung mất mái của người ta đó. Mẹ ơi, có đem nón cho con mẹ. Em có thể khờm xuống một tí nữa để nó dính tóc. Thực ra nhà tự nhiên có người yêu hay người chồng mà vừa biết cắt tóc vừa biết làm đẹp cho mình á, rồi xong lại còn biến đóng kịch hài hước cho mình, nó vui quá ha. Xong rồi chị. Lại làng vậy luôn hả bé? Thấy được không chị ha? Rồi, kết quả là em mất đi một số tóc. Đáp lại đi. Em á thì mọi thứ biết một chút. Cái này em cái đàn này là cái đàn gì em? Ukulele. À.
Từng ngày trôi qua mau em chờ trong tiếng yêu, mà sao cứ để em chờ hoài à? Ngờ gì đâu vô tâm để người ta nhớ mong, còn kêu em là cô bé này, cô bé kia. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Những lúc bên anh sao mà cứ nhìn mãi anh, để rồi mang hình anh vào trong mơ. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Chẳng hiểu cho em sao mà cứ đùa với ai, để người ta buồn hiu vì ghen tuông. Thật đáng ghét anh, ghét anh, ghét anh, ghét anh. Thật đáng ghét anh. Bữa đầu gặp nhau mà ghét quá ghét vậy? Không, ghét thương, ghét, là thương quá chị. Ghét dễ thương á. Đã đến lúc chúng ta quyết định. Cho em hỏi cái nút nó nằm đâu? Em cũng muốn hỏi. Tùy em sẽ muốn bấm chỗ nào thì em bấm. Ủa nó đâu rồi hả? Trái tim mình rung động thì mình bấm, không rung động thì không bấm. Em bấm hết được rồi. Em bấm rồi đúng không? Dạ. Em cố tình bấm hay là vô tình bấm? Em có nhận thức em bấm ngay cả lịch luôn rồi. Thôi tôi với ông đi uống trà sữa đi. Thế không cần á, không cần. Thế rồi. Nói chung là khi con tim người ta mách bảo thì mình cứ làm thôi. Đừng sợ điều gì cả. Thậm chí tôi chưa đếm các bạn có thể bấm được. Để cho thấy rằng là các bạn đã tìm hiểu được với nhau rồi. Ha. Chúc mừng các bạn. Rồi nắm tay nhau đi, như thế là hay rồi. Dạ. Mình phải chủ động trong tất cả mọi công việc, như thế là tốt. Em nói với mẹ cái gì đi. Dạ thì con chỉ hứa là con sẽ là một người đàn ông tốt. Dạ. Tốt với ai? Tốt, tốt được rồi, nó chung chung. Anh được. Dạ, người đàn ông tốt đối với gia đình. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ cầu mọi nhà. Vinacacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vinacacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Thay mặt chương trình chúc các bạn hạnh phúc nha. Ôi nè, quà quá quà nè. Như vậy là họ đã bấm nút hẹn hò. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với họ, thưa quý vị. Còn bây giờ Quỳnh Linh và Hồng Vân xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai.